Xin chào các bác nhá. Trước hết là cảm ơn các bác đã xem video này của chúng tôi. Thì hôm nay chúng tôi xin giới thiệu tới các bác một cái sản phẩm đầu mùa năm 2017. Đó là cái nấm ngọc cẩu rùa tím. Thì trên màn ảnh các bác đang xem đây, tay tôi đang cầm đây chính là cái nấm ngọc cẩu rùa tím các bác nhá. Đây là cái nấm đực các bác này, đầu nó tròn nhọn nhẵn như này. Đấy. Rồi còn đây các bác sẽ xem cái nấm cái này như thế nào nhá. Nhiều bác sẽ không biết đây cái nấm cái và nấm đực. Đây các bác này, cái nấm cái này nó như hình cái bắp ngô rồi các bác nhá. Đây tay tôi đang chỉ này, cái nấm cái nhá. Đấy, còn đây là cái nấm đực nhá. Nấm đực nhá. Nhiều người bảo nấm cái tốt, nhiều người bảo nấm đực tốt. Thì chúng tôi không biết thôi, chỉ cứ gửi cho các bác cả nấm đực, cả nấm cái. Trong một bình rượu có âm, có dương, nó đầy đủ. Và đây là nấm ngọc cẩu rực tím các bác nhá. Thì cái nấm này nó có tác dụng gì? Nói sơ qua về tác dụng của nấm ngọc cẩu này, thường thì mọi người dùng để chế biến cái thuốc bổ máu, rồi chế biến những cái thuốc mà làm rối loạn cương dương, rồi chế biến thuốc để chữa chữa những bệnh về liệt dương. Đấy là tác dụng của cái nấm ngọc cẩu là như vậy. Và nó có cái hình dạng giống như cái nấm cối cu con chó, nên người ta gọi là đấy là nấm ngọc cẩu. Đây tôi xin bỏ ra cái nấm này cho các bác xem nhé. Cái nấm này để lâu ấy, thì nó sẽ thành màu đen thâm thâm này các bác này. Đấy. Đây nha các bác nha, đây là cái nấm ngọc cẩu tím này, tôi bỏ ra thấy các bác thấy không? Đấy, nó tím lịm bên trong này. Đấy, các bác nhìn thấy không? Rồi. Đấy. Rất là tím các bác nha. Rồi, các bác có nhu cầu mua hàng thì liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại là 0932 340 345 nha, cái số điện thoại đang hiện trên màn hình của các bác này. Đấy. 0932 340 345 nhé. Để mua được những cái sản phẩm mà nó đẹp như này này các bác này. Đấy, đó. Thì video giới thiệu về nấm ngọc cẩu phố rùa tím đầu mùa năm 2017 chúng tôi xin phép tạm dừng ở đây. Các bác hãy đăng ký cái kênh của chúng tôi để luôn luôn nhận được những cái video mới nhất, và cũng mong là các bác biết về các cái tác dụng của cái nấm ngọc cẩu này thì xin các bác cũng chia sẻ để cho mọi người cùng biết. Xin cảm ơn các bác đã xem video này của chúng tôi nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong các video sau.